Hello, chào Nam. Hôm nay mình giới thiệu với Nam một món hàng mình mua ở trên Lazada. Thì bên trong cục hàng này nó sẽ là một cái máy mài hai đá thương hiệu của Toto ha. Và ở đây sẽ là thông tin đơn hàng của mình. Thì cái này người ta ghi là 6 inch 150mm máy mài để bàn hai đá 150W thương hiệu Toto. Cái mã của nó là TBG 15015 ha. Thì cái máy này mình sẽ được shop bảo hành cho mình là 12 tháng anh em. Hôm trước mình mua cái máy này với giá là 462.000, mà mình có mấy cái voucher giảm giá đó, mình áp mã vô thì nó trừ còn lại có 358.000 anh em. Thì ở đây sẽ là thông tin giảm giá của mình nè. Thì voucher tích lũy người ta trừ cho mình là 30.000, voucher Lazada người ta trừ 40.000, voucher miễn phí vận chuyển người ta trừ 40.000, và cái chỗ giảm ngay này người ta trừ cho mình là 58.000 anh em. Rất là thơm luôn ha. Thì những cái voucher này mình săn cũng rất là dễ luôn. Anh em nào mà chưa biết cách săn voucher giảm giá này nè, thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây, anh em nhắc gì đó để tham khảo. Thì khi nào mà có đợt giảm giá đó thì mình vô mình săn voucher, mình áp mã vô để mình mua hàng cho nó rẻ anh em. Ok thôi, thì trước khi anh em khui hàng mình sẽ kiểm tra thông tin đơn hàng của mình rồi coi nó chính xác hết trơn không nha. Ở đây sẽ là thông tin người gửi nè, thiết bị 24 giờ này ha, số điện thoại và địa chỉ rõ ràng anh em. Và ở bên dưới đây sẽ là tên sản phẩm của mình nè, 6 inch 150mm nè, máy mài hai đá Toto nè ha. Ok anh em. Rồi thì tiếp theo anh em sẽ kiểm tra xung quanh, coi cục hàng của mình nó có bị rơi rớt hay là mất méo da đập gì không nha. Trong quá trình anh em kiểm tra thì anh em nhớ quay video lại giống như mình vậy nè ha, để khi mà mình xui mình khui cục hàng này ra mà người ta gửi sai sản phẩm cho mình, hoặc là trong quá trình vận chuyển mà người ta làm rơi rớt hư hỏng của mình đó, thì mình sẽ gửi cái video này lên cho Lazada thì người ta sẽ giải quyết cho mình, là có thể là người ta sẽ bồi thường cho mình một cục hàng khác, hoặc là người ta sẽ hoàn tiền lại cho mình 100% anh em. Ok, thì bên ngoài người ta đóng gói bằng một cái thùng cắt tông nè, khá là chắc chắn anh em. Wow, cũng rất là nhiều lớp anh em. Thì bên trong đây anh em nhìn thấy sẽ là thương hiệu của Toto nè ha, 150W nè. Bên dưới đây sẽ có các ngôn ngữ của các nước mà bên Toto người ta phân phối ha. Ở đây thì mình nhìn thấy có tiếng Việt nữa nè, máy mài hai đầu ha anh em. Ở đây thì mình có model nè, rồi cái mã của cái máy mình TBG 15015 nè ha. Thì cái thông số của nó sẽ là 150W nè, xài điện 2.2 cho tới 240V, tần số là 50Hz. Cái tốc độ tối đa của nó là 2950 vòng 9 phút và nó sử dụng cái đĩa là 150mm anh em ơi. Và cái mặt bên hông đây thì cũng là thương hiệu của Toto ha. Dưới đây thì cũng có mã vạch cụ thể rõ ràng nè. Thì cái này người ta ghi là trọng lượng của máy sẽ là 5kg ha. Phía trên đây thì mình nhìn thấy nó sẽ có một cái tem phụ nè. Ở đây ghi là tên sản phẩm, model, nhà sản xuất, xuất xứ và nhà nhập khẩu rồi nè. Thì hàng chính hãng 100% anh em. Ok. Và bên trong đây mình nhìn thấy sẽ là con máy của mình anh em. Ở đây thì người ta cũng có đóng gói rất là kỹ ha. Bên đây có hai cái miếng xốp nè. Bây giờ mình sẽ lấy ra ha. Và ở đây sẽ là một cái bịch, là cái phụ kiện đi kèm theo máy ha. Để một lát mình sẽ nghiên cứu sau anh em. Ok. Thì bây giờ mình sẽ lấy con máy mình ra ha. Wow. Cũng khá là nặng anh em. Và ở trong đây chắc là cuốn sách hướng dẫn anh em. Đây nè. Rồi, và phía bên trong đây thì mình nhìn thấy thì sẽ là tiếng Anh không ha. Thì để khi nào mà mình rảnh rỗi thì mình sẽ nghiên cứu sau để coi nó nói gì anh em. Ok. Và đây sẽ là con máy của chúng ta anh em. Wow. Một màu xanh nhìn rất là đẹp anh em. Sẽ có một cái miếng tem bảo hành nè. Thì cái này nó sẽ được bảo hành điện tử anh em. Bởi vậy mình không có thấy cái phiếu bảo hành nha. Bên đây thì mình nhìn thấy người ta sẽ dán một cái chữ là Benrinder Toto 150W nè ha. Và cái mã của máy anh em. Và phía sau đây thì chúng ta sẽ có là một cái tem thông số nè. Thì cái này người ta cũng ghi là Toto nè ha, 220 cho tới 240V, số 50Hz, 150W rồi ha. Số series hẳn hoi đàng hoàng anh em. Cái máy này nó được sản xuất là năm 2021 ha, mới đây luôn anh em. Thì anh em nhìn thấy cái máy của mình nó sẽ có hai cái đá nè, một cái đá mịn nè và một cái đá thô ha. Bên đây thì chúng ta sẽ có một cái công tắc màu đỏ nè. Thì cái này anh em có thể tắt mở ở đây ha. Công tắc này nó cũng được bảo vệ bởi một cái miếng cao su nè. Cái này nó có thể là nó chống ẩm và nó chống bụi luôn anh em. Ở đây thì mình nhìn thấy nó có một cái bịch nè. Cái này chắc là phụ kiện kèm theo máy nha. Một lát mình sẽ nghiên cứu mình lắp sau anh em. Okay. Ngoại hình tổng thể con máy nó sẽ có hai màu chủ đạo là một màu xanh nè và một màu bạc ha. Hai cái màu này mình nhìn thấy nó đều được làm bằng kim loại và nó được sơn anh em. Nè, nhìn nè, rất là ok ha. Bên dưới đây mình nhìn thấy có một cái hộc nè. Mình có thể mình cất lưỡi khoan hoặc là mình cất vật dụng gì đó ở trong đây cũng ok anh em. Thì cái phần bên hông đây anh em nhìn thấy nó cũng có thương hiệu của Toto nè ha. Bên đây thì người ta giặt nổi lên nè, nhìn rất là đẹp anh em. Và cái mặt bên dưới đây mình nhìn thấy sẽ có bốn cái nấm cao su ha. Chúng ta khi mà mình để dưới đất đó thì nó sẽ không có bị sụt xịt ha, nó sẽ cố định cái máy chắc chắn hơn anh em. Thì bây giờ mình sẽ đo kích thước của con máy để cho anh em dễ hình dung ha. Thì mình đo cái chiều ngang của nó đi, từ ở bên đây nè cho tới bên đây đi, nó tầm cỡ
25,5cm nha em. Còn cái chiều cao của nó, nếu mình đo ngay chỗ motor nè thì nó tầm cỡ 15. Giờ mình đo ngay chỗ cái dĩa nè thì nó tầm cỡ 20,5 luôn anh em. Và ở đây sẽ là cọng dây cấp nguồn của nó anh em. Thì mình nhìn thấy cũng khá là chắc chắn nha. Để mình sổ nó ra rồi mình đo thử xem coi nó dài bao nhiêu luôn ha. Mình sẽ đo là từ ngay cái vít nè ha. Thì tổng chiều dài của cọng dây thì nó gần 2m1 luôn ha. Ở đây thì mình có cái cân nè, thì mình sẽ cân thử coi trọng lượng của nó là bao nhiêu ha. Rồi thì tổng trọng lượng của con máy này nó sẽ là 5kg lẻ 29g luôn ha. Wow. Khá là hợp lý nha anh em. Cái nãy anh em nhìn thấy là mình có được tặng kèm là hai cái bộ phụ kiện nè. Thì bây giờ mình sẽ khui ra để mình gáp thử cho anh em tham khảo luôn ha. Hai cái kiến này mình để ý hình như là ở trong cái hình đó là nó sẽ gắn ở đây nè nè. Ở đây thì chúng ta sẽ có là mấy con ốc nè, thì mình sẽ gỡ nó ra luôn nha. Rồi, ok, cũng khá là đơn giản anh em. Mình đã lắp xong hết trơn rồi ha. Thì ở trên đây người ta sẽ bảo vệ cái miếng kiến này bằng cái lớp bọc nè. Mình sẽ mở ra anh em. Wow. Cũng khá là xịn sò anh em. Anh em nhìn thấy nè, mình sẽ qua anh em coi nè. Đó. Cái kính lớp này nó phóng ra to nè, anh em nhìn thấy nè, rất là đã luôn ha. Thì cái kính này anh em nhìn thấy nó sẽ có là hai cái chỗ điều chỉnh nè. Anh em có thể là mình dặn lên, dặn ra, dặn vô rồi nè, mình siết lại nè. Cũng khá là ok ha anh em. Đó, bên đây cũng vậy nè ha. Thì mới nãy mình chỉ là gá đỡ thôi. Thì bây giờ mình sẽ lấy là cái vít của mình nè, mình siết nó lại cho nó chắc ha. Quá trình mình xài đó thì có thể là cái máy nó rung đó. Bây giờ anh em siết nó lại để cho nó đừng có kêu ha. Ok, ngon lành luôn ha. Và ở dưới đây thì mình có hai cái cử nè, thì mình cũng lắp vô rồi ha. Thì cái này nó cũng rất là hay luôn, nó có cái núm để mình chỉnh nhanh nè. Anh em có thể mình chỉnh ga, chỉnh vô nè, tùy ý luôn ha. Kiểu dạng như mà mình xài trong thời gian lâu đó mà cái đá mài này nó bị mòn vô đó, thì mình có thể mình lấy cái này nè, mình dời nó sát vô ha. Mình thấy ở đây nè, nó có cái chỗ mà có cái lỗ nè, là nó có thể là mình đẩy ra để vô tùy thích luôn ha. Hai bên mình nhìn thấy là nó đều y hệt nhau luôn ha. Bên đây cũng vậy nè. Khá là tiện luôn ha anh em, rất là ngon luôn nha. Ok, thì mình vừa ghim điện để cấp nguồn cho máy xong rồi. Bây giờ mình sẽ mở lên xem coi như thế nào ha anh em. Đó, máy nó sẽ chạy từ từ ha. Wow. Rồi, cũng khá là mượt anh em. Thì cái này anh em có thể là mình mài mũi khoan nè, hoặc là mình mài dao, mài kéo rồi đó. Thì anh em có nhu cầu thì mình cứ mài thoải mái luôn nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mài thử coi như thế nào nha. Nói chung là mình mài mình test thôi nha, chứ mình cũng không biết là mài cái mũi khoan này làm sao nữa. Bây giờ mình sẽ để vô đây nè. Wow. Anh em nhìn thấy nè, rất là đã luôn ha. Cái đường mài của nó rất là đã luôn ha. Do mình không biết mài cái mũi khoan đó, bởi vậy mình mài nó hơi bị xéo nha. Còn mấy anh em mà ở nhà đó mà biết mài đó thì mình mài rất là ok ha. Bên đây thì mình nhìn thấy là nó sẽ mịn hơn nha. Anh em nhìn thấy nè, rất là láng luôn ha, nhìn rất là đẹp ha anh em. Đó, rất là ok luôn ha. Thì hôm trước mà mình làm nhà đó, bởi vậy cái mũi đục của mình nó bị mòn nè. Bây giờ mình sẽ mài lại để xem như thế nào ha anh em. Ở đây thì để coi mài như thế nào ta. Đây thì mình cứ để vô đây thử. Wow. Anh em nhìn thấy nè, rất là ok ha, nhìn rất là ngọt ha anh em. Rồi thì mình sẽ mài qua bên đây nữa ha. Rồi thì khi mà anh em sử dụng đó, mình nhớ siết cái này cho nó chặt ha.
hình như là mới nãy mình siết lỏng quá đó, bây giờ nó chạy hết nè. Đó, siết cái này cho nó chặt lại rồi mình sẽ mài tiếp nha. Wow anh em nhìn thấy nè, rất là ok luôn ha, nè rất là ngọt ha, lần đầu tiên mình mài đó, bởi vì mình nhìn thấy là nó không có đẹp ha. Thôi để mình mài thêm chút xíu nữa cho nó đẹp luôn ha nè. Wow anh em nhìn thấy nè, cái mũi đục của mình rất là đẹp luôn ha, đó vẫy ngót luôn anh em, quá ok luôn ha. Đó thì khi mà mình đã mài xong rồi đó thì anh em cứ bấm cái nút này nè để mình tắt nó ha. Khi mà mình bấm tắt rồi đó thì nó sẽ từ từ và nó dừng lại anh em. Wow rất là ok anh em. Nói chung thì cái máy này rất là phù hợp để cho anh em sử dụng gia đình, và những anh em làm cái xưởng nhỏ đó cũng rất là ok ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua cái máy này thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vô đó để tham khảo ha. Thì anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh và ấn như nút đăng ký bên đây, gần nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video, chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Bye bye.